Hi, hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với Bé Duy Cơ Bắp. Thì mọi người ơi, hai nhân vật rất là quen thuộc trên blog của Duy, đấy chính là Thùy Trang và Phúc Tiết. Thì mọi người ơi, hôm nay lại là một cái blog rất là ngẫu hứng, rằng là tụi mình ở nhà, hôm nay là ba đứa đều bên nhà của Duy luôn và đang nằm đói bụng. Thì thấy trời mưa đó mọi người, thì ba đứa chợt nghĩ ra một ý định. Thì trời mưa không có gì hoàn hảo hơn bằng một cái món gì đó mà nó thật nhiều nước mọi người ơi, đồ nướng. Thì ngày hôm nay tụi mình, những đại sứ đến từ quận 7, sẽ dẫn mọi người đi ăn một quán đồ nướng ngay tại quận 7 luôn. Thì quán đồ nướng này là trong trung tâm thương mại Recent Mall. Quán có tên là Kiên BBQ. Thì mọi người cũng đã biết nhiều rồi về cái quán này rồi đúng không? Ngày hôm nay tụi mình sẽ đi ăn và rất là đói bụng rồi mọi người ơi. Ba người ạ. Ok, đi ăn đây đói bụng quá. Và tụi mình đã vừa order một suất đồ ăn là 229.000, là gồm có thịt heo, thịt bò, mực, rồi vú dê, tất cả mọi thứ, và có một cái bạch tuộc đó mọi người. Thì là Duy là một con người rất là thích ăn hải sản, thì vô đây mình chỉ chủ yếu là mình ăn một cái bạch tuộc không thôi. Thì Đoan á, Đoan nói với mọi người đi là đang thích ăn búp bê hay không. Đoan cái nhà cái tính của Đoan là đang khó ăn búp bê, sợ luôn. Đoan nó lớn rồi, tiền giống như là thấy đồ ăn nhiều quá cái mình bị ngợp, bị ngán ngược đúng không? Không, còn đối với tao quá má, là tao thấy búp bê càng, tao thấy đồ ăn mà càng nhiều thì tao càng đã, tao ăn càng ăn nhiều, tao ăn nhất nhiều. Là mọi người có thấy lý do vì sao mà tôi ăn búp bê nhiều không? Tại vì thường thường là ăn món mọi người ơi, là tôi ăn không có đã, ăn không có đã cái nương, thì chỉ có ăn búp bê mới đã cái nương không thôi. À, ăn cá rồi. Đây là cá người đúng không? Đây là cá gì vậy? Là cá nhân. Rồi. Sorry mọi người nha. Nó bậy còn nói to nữa. Bạch tuộc. Đấy. Mọi người ơi, Duy rất là thích ăn thịt nướng ở Kiên. Tại vì thịt nướng ở Kiên có một cái vị ngọt rất là ngon. Mình thích ăn đồ ngọt. Cái là cái vị của Kiên á, là nó hơi ngọt ngọt hơn một chút. Nó không phải là... Cái vị của Kiên nó hơi vua. Lần đầu tiên con Đoan nó nói chuyện mà mình phải suy nghĩ mọi người ơi. Ê mày mặn rồi đó Đoan ơi. Ơi, tao phải suy nghĩ nha. Ý là hồi nãy mày vừa nói xong tao phải suy nghĩ, hiểu không? Tao mới hiểu. Vỗ tay cho con Đoan mọi người ơi, nó mặn rồi. Thì để quay menu cho mọi người xem. Văn hóa ẩm thực Hàn. Làm như mọi người sợ biết mọi người không biết đọc chữ hay sao không mày? Bề lên. Đây. Trời ngon lắm. Thì ngày hôm nay ở nhà hàng của chúng tôi đang phục vụ rất là nhiều món ăn. Ví dụ như là thịt, mực, cá, trứng, sữa, chai. Ủa, bye bye. Kiểu những cái món ăn vặt đó mọi người. Thì ở đây Kiên có nổi tiếng là món kem rất là ngon. Thì tí nữa mình sẽ quay kem cho mọi người ăn. Tí nữa cho mọi người mình sẽ quay kem cho mọi người ăn nha. Đây. Mọi người nhìn rõ không? Còn ví dụ mà mọi người muốn nhìn rõ hơn thì mọi người đến đây mọi người coi nha, chứ từ riêng quán menu này dơ cũng biết dơ gì nữa. Nãy giờ ngồi dơ cũng biết dơ gì nữa, giống như là kiểu giống như là tụi tôi giống như là đang làm sale bất động sản đó mày, đang kiểu chào mời khách vậy đó. Mọi người muốn coi rõ thì không, ví dụ mà mọi người muốn coi rõ hơn thì mọi người lên Google, mọi người search King BBQ, mọi người coi rõ nha, dưới đây cũng không rõ lắm đâu. Đây mọi người ơi, đây mọi người thấy đồ ăn có ngon không nè, đấy chưa, mọi người thấy đồ ăn rất là ngon nè. Ơi nó nghe nè, không hiểu gì sao nha, đây hôm nay tôi đi với con vợ của tôi nè mọi người, Hồng Phúc, Phúc Tiết nè, hello cái đi. May má ơi, may má mà comment cái clip mà cái đoạn clip mà đi Vũng Tàu, may má ơi, sao mà may má không có hiểu được cái sự đương, cái sự giỡn ở đây, quá nghiêm túc rồi. Chắc là người ta mới coi. Mọi người ơi, còn cái blog trước mình nói là mình với Phúc là vợ chồng và hai tụi mình đi Vũng Tàu, thì có rất là nhiều bạn vô và có rất là nhiều comment ý kiến trái chiều. Thì ví dụ mọi người không tin, mọi người có thể bấm vào cái clip Vũng Tàu của Duy và Phúc, mọi người bấm vào phần comment mọi người sẽ hiểu. Thì đây mọi người, Duy không hiểu gì sao có nhiều bạn lại tưởng Duy với Phúc là vợ chồng thiệt. Đúng là trẻ người non dạ chưa trải sự đời. Bác mọi người ơi, Đoan là một cô gái không ăn buffet, nhưng mà bởi vì đi chơi với Duy, cái nết ăn của tụi mình á rất là ăn đã, ăn nhiều, cho nên chỉ ăn búp bê mới đủ rồi mọi người ơi. Đây miếng sườn, mọi người, miếng sườn nè, xuất sắc chưa đó, quay vô đây. Tôi kẹp mỏ mày à, tôi lấy cái kéo tôi vọng đầu mày. Vậy sao vậy, đồ ăn chung mà gấp dính cái xong lên ăn chung á, trời có dính đâu, chưa dính. Đây bạch tuộc nha mọi người ơi, Lily còn gần nè, đi cái mâm nè. Mày khó tính đó, mày muốn thấy cái mặt mày, muốn thấy đồ ăn nữa. Mày làm bây giờ mày, bây giờ nè, mày quay làm sao mà cho cái mặt của tao kế cái mâm á. Vậy mày nói ra mày nướng đi. Nè mọi người ơi, mình đang ngồi một cái tư thế rất là dễ ăn nha mọi người. Mọi người nhìn nè, mọi người nhìn cái đỏ cái mặt mình không? Ơi má nó mà nổ một cái banh hết chưa? Thì hai vợ chồng tôi sẽ đi ra ngoài đây lấy đồ ăn. Lấy rau xà lách đi Phúc. Lấy rau xà lách nè Phúc. Nè rau xà lách nè Phúc ơi. Nè lấy rau xà lách. Lấy rau xà lách nè, lấy rau.
ơi hôm nay mặc đồ nồng nàn vậy ta. Ê mọi người ơi, đồ ăn mặn rất là nhiều nha, nhưng mà thôi đứa ăn lấy này nhiều, ăn đồ nướng nhiều mới đã. Lấy cái này đi, lấy cái bánh hồng tôm, rồi khoai lang, khoai tây, khoai tây chiên đó. Mọi người vô đồ nướng ăn mấy cái món này mọi người, tại vì mấy cái món này ở ngoài không có đâu, trong đây biết có thôi. Khoai tây chiên rồi đó. Mọi người ơi, ăn đồ nướng không phải nào thiếu những cái món mà chua chua nha, ví dụ như là kim chi nha, chua chua tại vì kim chi nó chua đó mọi người, nó chua cái vị ớt nha mọi người. Lấy nhiều lên à, lấy này nữa nha mọi người. Khoai lang thì mình sẽ bưng cái này về trước và sau đó mình sẽ dọc ra lấy nước chấm. Cái nước này nè mọi người, quay gần gần cho mọi người xem nè. Cái nước này nè mọi người là muối ớt đỏ nha mọi người. Cái muối ớt đỏ nha mọi người, chấm ăn xài rất là ngon. Rồi cái muối này, cái ớt này á sẽ là chấm chấm những cái món mà về thịt đó mọi người, ví dụ như là cá trứng với mực. Nè mọi người ơi, nhắc lại nha. Cái muối ớt đỏ này nè, quay tao nè, quay tao luôn. Cái muối ớt đỏ này là mình sẽ chấm những cái món mà về hải sản như là thịt heo, thịt bò. Còn cái món này nè, chấm những cái món như là món thịt cuốn mọi người, ví dụ như là mực, trứng, cá này nọ rất là ngon. Thì mình lấy hai chén vậy thôi. Chị ơi nước miếng chị nhiễu chị ơi. Ok, và bây giờ thì tụi mình sẽ về bàn và ngồi ăn đây. Trời ơi mọi người ơi, tôi giao nhiệm vụ cho con đây ở lại nó nướng mà mọi người, nó nướng nè, trời ơi khét nghẹt hết trơn của người ta rồi. Con quỷ này tao kẹp cái mỏ mày à. Đây, một dĩa tteokbokki, rau xà lách, đồ khô, rau củ quả và đồ nướng, gia vị. Hello, hello vợ. Ê, nhìn thấy giống mấy bà Hàn Quốc hồi xưa, thấy gì vậy nè. Ở trong này giấu điện thoại đó má, trong mấy bộ phim ở trong hay giấu điện thoại lắm. Giao gì cho mấy con này nó nướng chút chết thì chứ trời. Này mừng con nè mọi người, nó nướng khét, khét mà cái mặt còn thâm, cái mặt còn thâm, cái mặt đường. Ôi mà ngon quá ha. Biết sao không? Đồ nướng ở Kinh á là nó hơi ngọt ngọt, kiểu ướp đường nhiều quá. Cho nên nó bao khét. Mới thuê chị phục vụ. Cái gì? Mới thuê chị phục vụ. Ê, chàng luôn á. Anh Duy hả? Không, anh Duy bên đây nè em. Anh Duy là bên đây nha, còn bên đây là máy quay. Em bớt giả tạo đi. Em bớt xảy giao giùm anh. Em sống được chính là cái chị. Ồ đúng rồi em ơi. Em ơi, em có tin là tôi cầm len với quản lý của em không? Trời ơi mọi người ơi. Đây phải tao sang sang cái tao đập rớt cái dĩa này nha. Không có cười đâu, quê á. Ăn không ăn, coi đứng làm gì trời. Chết rồi, không có chỗ mày ăn. Không phải, biết sao không? Muốn vô máy quay kiểu như là muốn làm hình ảnh chữ tin là một nữ mà ngoài. Kiểu như là sợ mất đức dĩ mọi người. Giả bộ. Giả bộ tạo nét một chút vậy. Mọi người ơi, rất là tiếc tại vì trước khi đi á, hồi nãy á là Duy lỡ gọi đầu rồi. Nhưng mà ăn xong rồi nó hám khói. Thì rất là cực mọi người, tại vì cái đầu của Duy á mỗi lần mà gọi lại cực lắm. Mỗi lần mà mình gọi cái tiếng đồng hồ cơ mà. Cho nên chút giờ phải gọi đầu rồi đó. Mọi người ơi coi phút nè mọi người. Một tay cầm máy quay, một tay gắp đồ ăn nha. Nãy giờ là mình đi nè. Trời ơi ngon, trời ngon quá mọi người ơi, nhìn mọi người nhìn miếng thịt bò nè, xuất sắc chưa, nhìn nè. Cái một miếng tương. Tao ngấn không. Quên cũng gao ăn nó mới ngon nè mọi người. Đây. Sang của tôi nè, một miếng gà xà lách. Đúng không? Một miếng xoài. Đây. Đó. Một miếng kim chi. Ê canh tương ngon lắm á, lột canh gì ta? Canh kim chi. Canh kim chi thì ra. Đây mọi người nhìn. Mọi người thấy mặt của tôi nha, mỗi lần mà thấy đồ ăn sáng rỡ luôn, thầy ngon, ham ăn, mặt tôi ham ăn hút uống. Đã sẵn tiện đây á, thì cái clip mà là Duy review về La Party đó mọi người để hơn 100.000 view rồi. Thì mình nói nhỏ thôi nha, các nhãn hàng mà về nhà hàng hay đồ ăn mà muốn em review á, liên hệ rồi email của em nha. Mọi người ơi nhớ nha, những nhãn hàng hay là những quán ăn mà muốn em review á mọi người, mình nói nhỏ đó thôi nha, nhớ liên hệ em nha, để mình quảng cáo. Em không lấy giá đâu, em đến em ăn là được rồi. Nóng quá trời. Ngon quá.
chuyện đi. Không phải, mày đường nổ thừa là cái máy quay nó làm mày mập, mày ăn nhiều nên mày mập. Anh sẽ lấy dội vô nè. Và bây giờ mình sẽ tạm gác lại chuỗi series đồ nướng thì mình sẽ ăn những cái món mặn. Đồ nướng làm gì không mặn vậy mày? Hơi bị gì? Cho nó đúng. Nó vậy đó mà nói vợ chồng là mày đang vợ chồi. Đâu có, thì vợ chồng đúng rồi. Mày làm chồng, tao làm vợ. Mọi người coi nè, mọi người coi quỷ mất dạy nè mọi người. Bỏ tuống nha. Không. Mày gây lộn đi. Không. Mọi người thấy chưa? May là đang bước về mà còn gây lộn vậy đó. Tụi tôi là vậy đó mọi người ơi. Cho nên á, ví dụ mà mọi người thấy á, những người mà nghiêm túc xem cái vlog này sẽ mới khó chịu. Tại sao mà vô dành lộn đồ ăn? Nhưng mà thật sự mọi người làm YouTube thì là những thứ đó thật, nó thật hết. Ở ngoài sao là trên clip y chang vậy đó. Rồi mọi người nhìn đây, xuất sắc vô nè. Ngon quá. Thầy bị khùng quá Phúc. Vô lấy gì tào lao vậy Phúc? Trời mọi người coi kìa, tự nhiên vô ăn đồ nướng cái lấy đơi cánh gà chiên rồi sushi rồi gỏi cuốn này nọ, tào lao vậy trời. Mày bị khùng hả? Khi mà chúng ta ăn hết trên bàn á thì chúng ta có thể kêu thêm được rất là nhiều món trong menu cho mọi người đây. Đây là phần quà của Quyết Ký, bụng quá nóng quá. Ủa nóng gì trời? Cho menu hả? Cho menu hả? Cho menu có phần, Cho menu có phần, là mày hả? Có đâu lỡ chúng. À lỡ chúng hả mày? Đây mọi người, đây là phần quà của Quyết khách. Trị giá gồm 9 cây mực, cái lộn 9 cây thịt, đầu tiên thịt nè, tiếp theo thịt nè mọi người. Đó, rồi thịt luôn nè, thấy chưa, ở đây mọi người rất là nhiều thịt. Ê, mày thấy mà quay làm sao cho mọi người thấy là trong đây rất là nhiều đồ ăn được không vậy? Thấy mà, đó không? Rồi đây mọi người, và đặc biệt mọi người trên bàn này có một cái món signature nhất ở đây mà rất là ngon mọi người, đó chính là thịt này nướng cái tối luôn mới chín. Đó chính là một cái món ăn, rất là ngon mà Duy chuẩn bị được cho mọi người tiếp theo đây. Đó chính là cái à đứng cho giữ vô đi. Trời trời két rồi trời, chết rồi trời. Trời ơi, đồ ăn ngủ mà để két thì nó trời rồi. Làm lại. Đây mọi người, món ăn rất là ngon mà Duy chuẩn bị được cho mọi người đó chính là rồi. Lên các món. Bạn có ăn nạc hay ăn cơ, ăn mỡ? Ơi, cái món ăn này hơi bị cơ nhiều nha mọi người ơi. Và mọi người có muốn ăn những cái món ăn này á thì mọi người hãy nhớ qua Facebook Nguyễn Khánh Duy hoặc là Instagram Khánh Duy 99 để mà nhắn tin để mà order nha mọi người. Không biết mùa dịch này, không biết sắp tới á. Sắp tới dịch nhất, bậy bạ đi à. Mọi người ơi, bà tuột rất là ngon cho nên đó mình phải kêu hai phần bà tuột mới đủ cái đơn của mình. Đáng lẽ hồi nãy mình không kêu hai phần đâu, mình kêu một thao rồi đó. Mà mấy anh chị nhân viên không vừa bung ra. Đây, quay con mực nè. Cái đại này quay đang gì kỳ cục kỳ trời, đang có mấy mực cả mà quay. Ủa, cái này ngon đập tuột mà. Vô buffet đồ nướng, còn thịt không mọi người kêu cơm ăn. Đây là buffet kiểu hàng, mình phải ăn cơm trộn chứ mọi người. Ăn cơm, trời mọi người coi nó ăn cơm. Ê Phúc, mày đánh nền mà cái miếng mắt của mày còn dính kem nền kìa. Không phải, đó là miếng nhân mí. Thôi, đâu nhắm mắt lại coi, nhắm mắt lại coi. Nhắm mắt lại. Nhắm rồi. Chị để chưa ra đây để tao vuốt mắt mày cho mày nhắm lại người lại thêm một mẻ mực mới. Ơi chỗ đây chỉ để ăn người không hay sao á, ăn bạch tuộc ký lộn ngon ha, hấp dẫn ha. Bắt đầu giờ hơi no rồi nha, hơi sườn sườn hơi no rồi nha. Tụi ăn cái con nhỏ thôi, tôi nhường cho bạn Di ăn cái con to. Mày dẻo dài vô đây. Quá kia hơi no rồi kìa. Trời ơi, cái bụng nó bật lắm. Mọi người sắp cắt một tí rồi mọi người ơi. Thuốc sắp bật ký sao? Trời vui quá. Và mọi người ơi, sau khi mà đã ăn được xong rất nhiều món mặn thì bây giờ mình sẽ ăn lasagne. Lấy quay chè cho mọi người xem nha. Chè đó rất là ngon. Ở đây có hai cái món lasagne mà mình thích nhất. Chè với lại kem.
chè đây bà ba. Ôi trời, tại vì tao cứ nhớ là trong đầu tao là cái khu chè nằm bên đó. Mình sẽ ăn chè é xiêm sáo. Mọi người ơi, cái xiêm sáo này là làm rất là khó nha. Cái xiêm sáo này á mà muốn làm á mọi người là phải ra chợ mua xiêm sáo về xong mình cắt nhỏ nhỏ bỏ vô đây nha mọi người. Tại vì ngoài chợ bán này có sẵn hết trơn chứ không có cần phải làm bằng tay. Bỏ đá vô nha. Mọi người ơi, vào cái mùa này thì chúng ta nên bỏ đá, chúng ta hạn chế ăn đá nha. Tại vì mọi người biết sao không, ăn đá viêm họng dễ ho, mà bây giờ ho mùa này nhạy cảm lắm. Chỉ kể mọi người nghe, hồi sáng mình đi học á mọi người, mình uống nước mình bị sặc mà mình không dám ho luôn. Biết sao không, mình sợ mình đứng giữa chân trường mình ho cái bị người ta kỳ thị mình sợ vô đó. Nó bỏ nước đường vô. Có nhiều bạn đó là theo chế độ giảm cân thì mấy bạn nó mới bỏ nước dừa vô. Còn Duy là Duy thích ăn béo cho nên Duy không có ăn nước dừa nha. Đó, đây sau một phần chè, qua đây kem. Qua đây trước luôn. Biết sao không mọi người, bên đây góc chết, chỉ quay bên đây mới được thôi. Tao buồn ngủ lắm rồi đó. Mọi người ơi, như những cái vlog trước mà Duy đã nói rồi, mình là một đứa cực kỳ thích ăn đồ ngọt. Thì mỗi khi mà đi cà phê á, lộn, mỗi khi mà đi ăn quay táo nè, đừng có quay đồ kem không, biết rồi đúng không? Đây mỗi khi mà đi ăn buffet á thì không thể nào thiếu cái món tráng miệng là món kem được mọi người. Sao cái này nó mềm xèo vậy ta? Đó đi đấy, trời ơi, giống mi rồi, ngon lắm nha, trời ơi. Đây mọi người, tiếp theo thì mình sẽ lấy kem dâu nha mọi người. Kem dâu đi rất là ngon nha mọi người, nhìn kem dâu ngon lắm nè. Đó, cái đó sầu riêng mà phụng có chợ này, kem dâu này, cái này mới sầu riêng nè. À vậy hả? Chứ tao làm vậy đó, mày phải tự mày lát, mày lát cái não của mày. Okay. Rồi ok, bây giờ mình sẽ lấy muỗng chè ăn. Đó, mọi người nhớ nha, ăn đồ nhà là chúng ta nên bỏ vô lò quay sóng, chúng ta quay cho nó nóng bớt, chứ đừng có để lạnh quá, tại vì lạnh quá ăn dễ bị ho. Mà ho mùa này, ta kỳ thị mà đó. Mình đếm 1, 2, 3, mình đọc chén kẹn đầu cút tít nha mọi người. Nè, 1, 2, 3 nào. 1, 2, 3 mình đập chén kẹn đầu phút tiết cho mọi người. 1, 2 cái gì vậy? Phúc, mày liếm sạch cái dĩ của người ta rồi hả Phúc? Ôi mọi người nhìn đi. Mọi người ơi, gần đây gần chút. Mọi người ơi, đây, mọi người có thể thấy nè, minh chứng nè. Khi mà một cái bàn Duy vào đây nó ăn xong rất là no rồi. Nhưng mà con phút tiết nó vẫn còn ngồi nó ăn, mọi người nhìn kìa. Nó ăn liên tục. Cho nên nhá, mọi người đừng có nghĩ nha mọi người, là mấy cái đứa ốm ốm là nó không có ăn đâu. Không, bậy rồi. Mấy cái đứa ốm mới là những cái đứa mà ăn nhiều, mọi người ăn nhiều, ỉa nhiều, chúng làm gì hết trơn. Thì Phúc ơi, cái này giống mẹ tao chửi luôn. Mọi người, Phúc ơi, không biết là hôm nay Phúc có ỉa nó không ta? Ủa cái nó con đường chết. Mọi người cứ đoán xem là ăn buffet xong nãy giờ nha, là Phúc là người ăn từ đầu mùa đến cuối mùa. Thì mọi người đoán xem Phúc ăn xong Phúc có ỉa nó hay không nha mọi người. Thôi bây giờ tôi sẽ ăn la sét đây, ăn tráng miệng của tôi đây, món kem và món chè của tôi đây. Đây. Ủa, cục kem sô-cô-la như cục bắp chó vậy trời. Chết rồi. Mẹ ra bắt nàng về mọi người. Nhi đây ăn hồi nhiên thì sô-cô-la nó béo quá. Sao nó dâu vô. Nó lạc rồi luôn. Nó đi chỗ khác thì có chút đông. Giờ mà nó ăn ngon lành luôn á. Nó ăn như là quện cơm á. Từng muỗng cơm bỏ hẳn. Nè ăn nhiều má, kêu ăn nhiều má. Mọi người ơi, hôm nay thì Duy sẽ chỉ mọi người cách ăn kem nha mọi người. Mày hả miệng ra ra. Mày giống kem trộn. Rồi mọi người ơi, kem rất là ngon mọi người nhìn nè, trời ơi kem ngon lắm nha mọi người nhìn nè. Nhìn nè mọi người ơi, kem ngon lắm nè. Ngon quá mọi người. Ngon quá mọi người. Ngon quá. Trời ơi, trời ơi, ngon. Trời ơi, ngon quá mọi người, trời ơi, rất là ngon luôn nha, kiểu khả hồng nha ta. Bỏ miếng cơm vô, bỏ miếng thịt. Bây giờ chị nói lại nha. Cái blog mà là Duy với Phúc với mọi người đi hưởng tuần trăng mật ở Vũng Tàu thì có rất là nhiều ý kiến trái chiều vô comment với cái clip đó. Thì mọi người muốn biết là những cái clip đó bị comment trái chiều như thế nào, tranh cãi như thế nào, thì mọi người hãy bấm vào phần comment của clip đó mọi người xem thì mọi người sẽ hiểu. Thì
tôi không hiểu lý do gì sao mà mọi người có thể tin cái chuyện là tôi Phúc là vợ chồng thật. À không, nó thật. Rõ ràng mọi người mình tính lại nha, mình với Phúc là vợ chồng. Nhưng mà thí dụ nè, vợ chồng đúng không mọi người, nó làm chồng mình làm vợ. Thì chỉ phải nói với các bạn mà đã tin cái chuyện đó, hay là những cái bạn mà giữa duy á, trẻ người non dạ chưa trải sự đời, không biết giỡn gì hết trơn chẳng. Duy có không hiểu là mọi người có thể tin cái chuyện đó là sự thật, và mọi người vô comment clip đó mọi người gây dây, mọi người cứ giếng trái chiều. Trời ơi mọi người ơi, lần đầu tiên tôi có anti fan. Tôi không hiểu được luôn á. Không chắc là mọi người mới coi đúng không? Mấy cái người mà comment cái clip đó mà nói cái chuyện gì đó trong cái clip Vũng Tàu là Duy biết là mọi người mới coi rồi. Tại vì thí dụ mà những bạn mà đã xem Duy với Phúc từ những cái ngày đầu tiên, không, từ những cái ngày giữa giữa mà khi mà Phúc xuất hiện á, là mọi người sẽ hiểu câu chuyện là câu chuyện thật hay câu chuyện giả. Còn mà trời ơi, trẻ người non dạ chưa trải sự đời, sống trên đời này phải tỉnh táo lên, đừng bao giờ thấy trên mạng có cái gì là tin đó là thiệt, bậy rồi. Nhất là cái kênh của Duy nữa, tức là cái kênh của Duy nha mọi người, mình nhắc lại nha mọi người, với cái kênh của Duy á, mọi người ở đây mọi người xem á, mọi người xem chơi thôi, giải trí sàm thôi, cũng đừng tin những lời Duy nói. Tại vì sao ta, nó khủng y mọi người, đừng tin. Nhưng mà cái chuyện mà Phúc nó no là thiệt nha mọi người, nó đang no mà cái bụng nó hơi căng là thiệt nha mọi người. Hôm nay tổng cộng của mình ăn 3 người là 893.000, tính ra mọi người chỉ tầm 300.000 thì được, tại vì ăn quá nhiều rồi hải sản rồi nướng, ăn kem quá chà người ta. Thì đó, và lý giải cho mọi người là tại sao mà trên blog của Duy á, với lại trên Instagram mà story của Duy á, tại sao mà Duy lại ăn buffet nhiều như vậy, tại vì mọi người biết sao không? Khi mà mình ăn gọi món mọi người là mình ăn không có đã cái đuôi của mình, tại vì cái sức của mình ăn không phải sức con người, cái sức của Duy ăn là cái sức con trâu con bò, không, mọi người mình ăn rất là nhiều, cho nên á khi mà đang buffet á là mình sẽ ăn sẽ đỡ hơn nhiều ha. Chứ còn mà đi ăn mà ví dụ mà đi ăn kêu món mọi người mình không dám kêu, tại vì đi ăn buffet á là mình sẽ ăn thịt không thôi. Không biết ở đây có bạn nào giống Duy hay không nha, là khi mà ăn buffet á mình toàn ăn thịt không thôi, còn khi mà đi ăn gọi món mình kêu cơm mình nào mọi người ăn đồ mới cho no, chứ không dám thịt không đâu, tại vì kêu món mà ăn thịt không mắc đó. Khoai mọi người, loát lại cái, chuẩn bị lên xe về, có một sự việc đau lòng xảy ra mọi người. Con Phúc nó mắc ấu ý. Mọi người ơi, mọi người nghĩ coi, con Phúc nó đầu vô toilet nó ấu mọi người, với cản lại mọi người, trời tiền không mà mày ấu Phúc. Tiền trong đây nè Phúc, cái mùi tiền nè Phúc. Bình thường, ví dụ mày ăn đồ chợ, mày ấu nó ra mùi chua. Nhưng mà bây giờ mày ăn buffet, mày ấu ra mùi tiền không đó. Ơi, ghét là vậy đó, mọi người dịch tay với mấy con hai mày Phúc uống. Hát ăn cho đã, sao mình đi ấu. Mọi người coi nè. Mọi người đang hối Duy cho nên bây giờ là Duy sẽ ăn một lúc hai muỗng. Đây mọi người nha, hai cái muỗng nha mọi người. Đây đây mọi người, hai cái muỗng nha. Duy sẽ ăn cùng lúc hai cái nè, mọi người nhìn nè. Từ để ra nhắn chè xong cái đã, ngon quá. Từ từ, mình lòi cứt ra hay gì. Đây mọi người nhìn nè mọi người. Đó mọi người thấy không, Duy ăn cùng một lúc hai cái muỗng nè mọi người nhìn nha. Hai cái muỗng nha mọi người nhìn nè, đó. Sao nó cũng ít gì đâu, đâu nhiều đâu. Rồi, bye bye mọi người, bye bye. Rồi giờ lên xe về nè. Tại vì có Phúc tiết nó chịu hết nổi rồi mọi người, cước sắp lọt ra ngoài. Tôi mất ấu ấy. Nói nghe nè, đi xe taxi chứ không phải đi bay lắc mà lắc cái màu xuất sắc vậy. Và mọi người và đại sứ quận 7, team 3 đứa tụi tôi đã vừa đến xe rồi. Và hồi nãy từ khi mà cái đoạn từ quán đi xuống á, là 3 tầng thôi, là tụi tôi cũng đang đầm khùng làm điên 3 cái tầng đó rồi. Thì bây giờ tụi tôi sẽ về nhà. Và hôm nay lý do vì sao mà 3 đứa lại đi Grab thì tại vì biết sao không mọi người, trời mưa rất lớn. Thì khi mà tụi tôi đi á, là đã mưa. Và bây giờ về thì trời vẫn còn mưa. Và đây, mình là một blogger thì đi theo mình có cả một ekip mọi người là hai ánh sáng nè, thấy không? Ánh sáng nè. Đó. Và chắc có lẽ là tụi mình sẽ chào tạm biệt mọi người. Và mọi người hãy nhớ ủng hộ Duy thật nhiều. Và đặc biệt cảm ơn gần 13.000 bạn subscriber Duy nha. Ok, và nếu mà mọi người có muốn xem những thông tin hay là muốn Duy đi đâu, làm gì hay là review bất kỳ thứ gì thì mọi người... Ngọt biết rồi trời. Ăn nó quay thẳng với cái mặt tao nè. Ok đúng rồi. Vì mọi người hãy nhớ để lại phần comment để mà cho Duy biết rằng mọi người đang muốn Duy đi đâu và muốn Duy quay những ai. Nếu mà mọi người muốn Duy không quay chung mấy phút nữa thì phải comment nha. Hoặc là muốn Duy report của Instagram của Đoan phải comment nha. Ok, và tạm biệt mọi người. Hẹn gặp lại mọi người ở những vlog sau. Và bây giờ về thì tụi tôi sẽ ăn no quá, mọi người bụng hơi bự đó mọi người. Cho nên về thì tôi sẽ đi